Một Phật tử nữa hỏi rằng: con là Đào Văn Mạnh, con có một số câu hỏi thầy Hoan Hỷ giải cho con với ạ. Một, con có đủ duyên từ khi tham dự khóa tu sinh viên chùa Bằng, Linh Đàm, Hà Nội. Con nhớ khoảng năm 2012 và được thầy Hòa Thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm, tức là Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, tổ chức quy y Tam Bảo và truyền năm giới cho chúng con và đặt pháp danh cho con là Minh Hưng. Và con có nhiều lần tham dự pháp hội chùa Khai Nguyên, đợt pháp hội Địa Tạng tháng 7 năm 2017, thầy có tổ chức quy y Tam Bảo. Và con theo tịnh độ tụng kinh Địa Tạng theo hướng dẫn của thầy. Con muốn được quy y Tam Bảo chùa thầy nên bác viết tờ quy y bảo con cứ vào pháp hội quy y cũng được, và cháu lấy pháp danh theo chùa cùng pháp danh cũ là Diệu Âm Minh Hưng. Vậy thầy cho con biết con lấy pháp danh mới là Diệu Âm Minh Hưng hay là pháp danh Minh Hưng ạ? Đấy, ở này thì tôi lại nói là lại cái câu quy Tam Bảo đầu tiên, Phật tử này lại muốn nhị quy đấy. Phật tử Đào Văn Mạnh này muốn nhị quy đấy, nhất quy ở chùa Bằng của được Hòa Thượng Phó Chủ tịch, đương kim Phó Chủ tịch trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội quy Tam Bảo cho bạn và truyền pháp Tam Quy cho bạn là nhất rồi, là số 1 ở Hà Nội này rồi, còn gì nữa mà phải cần phải quy lại làm gì nữa. Được Hòa Thượng gì về mảng Hoằng Pháp, Hòa Thượng là người cũng gì, là một vị Hòa Thượng đạo cao đức trọng, Hoằng Pháp gì có tâm Hoằng Pháp, nó quy cho bạn thì đây là một cái điều gì hạnh phúc nhất ở cuộc đời bạn rồi, không cần phải gì phải quy lại lần thứ hai ở chùa Khai Nguyên để lấy pháp danh là Diệu Âm nữa. Vì tu, bạn tu tịnh độ hay tu thiền hay tu luật hay tu mật vân vân, tôi không cần biết tu theo cái gì, nhưng quy chỉ cần một lần là gì, quy Tam Bảo chỉ cần một lần là đủ, đúng như pháp là được. Bạn đã được Hòa Thượng đích thân chuyển giới Tam Quy cho vị rồi, đặt pháp danh cho bạn là chỉ là Minh Hưng rồi, thì bạn cứ pháp danh này và bạn tu. Bạn không cần phải quy bất cứ một chùa nào nữa, kể cả chùa gì, chùa Hương là chốn tổ Đức Quan Âm, hay kể cả chùa Quán Sứ là gì, là văn phòng một Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hay kể cả gì chùa Khai Nguyên này là nơi đạo tràng tịnh tông của Việt Nam, vân vân. Bạn không cần phải quy thêm bất cứ một chùa nào, vì bạn đã gì đã quy đúng như pháp rồi, đã có pháp danh đúng như pháp rồi, cứ thế mà quy thôi, mà tu thôi. Chứ còn bạn có thể muốn tu theo bất cứ một pháp môn nào, hoặc tịnh độ, hoặc là thiền, hoặc là luật, hoặc là mật, vân vân, đó đều có thể được. Nhưng cái pháp danh đó, lần quy Tam Bảo đó chính là đã đánh dấu bạn là một gì, một đệ tử tại gia của Đức Phật rồi. Đó. Và bạn ấy còn quy thêm lần thứ hai như vậy nữa, tức là bạn chưa hiểu gì cả về quy y cả, nên về nên đọc sách về Tam Quy đi, và tìm hiểu đi thì bạn sẽ hiểu thêm. Ý thứ hai, bạn hỏi là con ở trọ của nhà bác buôn hàng mã, con mà con nghe thầy giảng ba nghề bất thiện, một làm vàng mã, hai là làm mắm, ba là bán quan tài, vậy con có bị cộng nghiệp không ạ? Thỉnh thoảng con có bê giúp hàng hóa cho bác ấy ạ. À, chúng ta phải biết rồi, ở đây thầy giảng nói rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thầy dẫn dụ ở trong gì, trong kinh nói Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài nói rằng gì, có ba cái nghề mà gì Đức Quán Thế Âm không thể cứu được chúng sinh đọa trong A Tỳ Địa Ngục. Quán Thế Âm có thể gì đủ duyên có thể cứu được họ, nhưng người làm ba cái nghề, thứ nhất là nghề gì, nghề làm vàng mã và buôn bán vàng mã, làm vàng mã và buôn bán vàng mã. Nghề thứ hai là nghề làm mắm, làm mắm tức là làm nước mắm đó. Và nghề thứ ba là nghề gì? Buôn bán quan tài. Vì sao mà Đức Quan Âm nói rằng thì không cứu được ba hạng người này? Vì ba hạng người này là ba hạng người gì? Cực ác. Người làm hàng mã thì sao? Thì lừa đảo chúng sinh, làm cho chúng sinh từ chỗ mê lại gì tiếp tục đi vào chỗ mê. Họ nghĩ rằng là làm rất nhiều những điều tội lỗi trên đời, chỉ cần gì
sau khi đốt cái vàng, đốt cái vàng mã đó sẽ có thể hối lộ được Diêm Vương, hối lộ được quỷ thần, cho nên là cứ làm ác đi, không phải lo. Ta gì có tiền nhiều, có vàng lắm, và có gì có hình nhân thế mạng, cho nên cứ làm ác đi. Cho nên khiến cho chúng sinh gì đam mê lại tiếp tục gì, tiếp tục lại mê mờ tiếp, mê đi vào đường mê. Vì vậy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói là gì, ngài không có cách chi để cứu những kẻ làm nghề vàng mã và buôn bán gì, buôn bán vàng mã là như thế. Còn nghề thứ hai đó là nghề làm nước mắm, làm mắm. Trong kinh á, Đức Quan Âm cũng nói gì, vì sao mà ngài không cứu được, vì những kẻ đó gì ác tâm đến tột độ, muốn làm nước mắm nó thì đem bắt bao vô số những loài chúng sinh ở dưới biển dưới sông á, rồi kể cả trên cạn con gì nó chết nó vứt vào đây hết, xây cái bể và nó vứt vào cái bể đó hết, và để cho nó thối rữa ra. Bình thường chúng ta thấy con người chúng ta gì chết thì phải thấy gì, thấy xác, đem xác để đi chôn, để đi thiêu, để đi chôn. Nhưng mà cái này, cái con vật kia gì chết nó chẳng để cho yên, nó là giết chết rồi nó đem nó bỏ chung vào một cái bể cho thối rữa lên, cho ròi đục, ròi càng ròi đục nhiều á thì họ bảo là nước mắm càng ngon, nước chấm càng ngon. Cho nên những con vật gì chết nó cũng đều nó bỏ vào cái đấy hết, cho thối rữa ra và cho bay mùi, bốc mùi lên, ruồi mỗi nó mang đến thì nó đến nó bâu vào nó gì nó đốt, nó đẻ trứng vào đấy rồi nó ra nhiều con ròi, và khi vào đâu xong nó vớt lên nó gì nó đem nó ép lấy cái nước đó nó đun, nó lọc thành nước mắm. Nước mắm càng ngon thì chúng ta thấy đấy là cách làm thủ công ngày xưa. Nhưng bây giờ cách làm nước mắm bây giờ thì chắc họ hiện đại hơn, là không làm kiểu đấy nữa đâu. Ví dụ như nước mắm gì, thương hiệu nước mắm số 1 của Việt Nam bây giờ là nước mắm gì nhỉ? Nước mắm Phú Quốc hả? Đấy, nước mắm Phú Quốc là nước mắm số 1 của Việt Nam. Thì chắc bây giờ công nghệ bây giờ họ sẽ không làm cái bể chứa và họ vứt cái con vật vào chết thối họ mới làm nữa. Bây giờ họ thì có thể họ làm bằng cách gì đó, nó không đến nỗi như thế. Cho nên ở thế giới họ đến, mà họ còn thấy cái chúng ta mà làm nước mắm theo cái cách ngày xưa đem vứt hết vào cái bể thối rồi mới lại lọc lấy nước mà đem đun thì chắc chắn là họ không dám ăn. Vì người châu Âu và những cái các nước xã hội phát triển bây giờ họ phải mắt thấy tai nghe cái công nghệ làm thì họ mới gì, họ mới công nhận và họ mới tiêu dùng và mới ăn. Ngày xưa người dân chúng ta nghèo khổ cho nên thì cứ chén tất, nhưng bây giờ thì cuộc sống nó khá giả rồi thì mà làm nước mắm còn làm cái kiểu đấy thì chắc họ không ăn đâu. Cho nên nói là nghề làm nước mắm nhưng phải làm nước mắm bằng cái cách ác đó. Còn làm nước mắm bằng cái cách bây giờ công nghệ thì nó cũng ác, nhưng mà nó gì ác tức là giết chúng sinh đó để làm gì, làm nước mắm, nhưng nó không đến nỗi là đem phơi thây nó ở trong bể nước như vậy xong gian dối mới làm ra cái đó. Cho nên đấy, chúng ta thấy nó cũng có khác nhau một chút. Nghề bán quan tài vì sao mà có tội? Nghề bán quan tài chúng ta biết là nghề bán, muốn bán được quan tài có nghĩa là phải đồng nghĩa là phải có người gì, có người gì nhỉ, có người chết. Muốn bán được quan tài thì phải đồng nghĩa là ngày hôm đó phải có người chết. Và cái làm ăn buôn bán thì chúng ta biết là ai cũng muốn là gì, ngày nào cũng muốn phải có khách, và mua thì may bán thì đắt. Đó chính là cái tâm niệm của người đi buôn, cái tâm niệm và lòng mong ước chung của người đi buôn, mà ngày nào cũng mong muốn bán được hàng. Mà mong muốn bán được hàng có nghĩa là mong cho người chết. Sáng ra 7, 8, 9 giờ mà vẫn chưa ai đến gõ cửa, mà hôm qua thì có mấy người đến thì gõ cửa sớm, mà nay chả thấy ma nào đến gõ cửa. Mọi người chết hết rồi sao mà chả thấy ai đến gõ cửa. Được một tí vừa nói xong như thế, thấy một người đến thì bác ơi bán cho gì, cho cháu bộ quan tài. Bán xong một cái nghĩ mình vừa khởi, vừa nói như thế, vừa nghĩ như thế xong có người đến mua. Được tí đi ra đi vào một tí lại chờ mãi sao hôm nay vẫn chưa thấy người nào đến nhỉ. Được tí lại thấy gì, bác ơi bán cháu bộ quan tài. Đó, thế là dần dần tâm tham nó khởi lên, và ngày nào cũng muốn bán được vài cái, vài chục cái, cho nên đó là nghĩa là vô tình mong cho ngày nào cũng có người chết để làm giàu trên thân thể của người khác. Đó gọi là, cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói là ngài cũng không thể cứu được những gì, những người làm một cái nghề đó. Nhưng còn tất nhiên chúng ta thấy cũng có những người gì, người bán quan tài bằng cái gì gọi là phục vụ là chính. Thôi thấy nhân dân nghèo khổ có phải đi xa quá thì không có, cho nên thì họ cứ làm ra đấy thì có người chết đến thì có khi cả năm mới bán được một hai cái.
làm sao để đây cha quan tâm thì nó gọi là phục vụ nhân dân là chính. Thì trường hợp đó thì không sao. Thì cũng có những trường hợp họ bán quan tài nhưng bán thì bán để phục vụ cho người dân đỡ phải đi xa, ví dụ như nơi vùng sâu vùng xa chẳng hạn, họ có khi phải đi bộ hàng cả ngày mới mua được bộ quan tài thì vất quá, cho nên họ mang về cái bỏ đây thì để mốc meo có khi năm hai năm mới để có người chết trong làng trong bản mới có người chết. Thì cái trường hợp đó là phục vụ nhân dân là chính thì không sao, trường hợp đó Quán Thế Âm có thể cứu được. Đó, chúng ta phải phân biệt rõ, không phải là nó vơ đũa cả nắm như thế. Để nói để cho vị này hiểu. Cho nên cái vị này hỏi rằng á, vị này á, thuê nhà ở trọ bằng cái gì, cái nhà của cái bà làm hàng mã này, ông bà làm hàng mã này, như hỏi như vậy có tội không, và thỉnh thoảng còn bê gì, còn bê giúp họ nữa thì có tội không? Nếu như bạn không lấy tiền, bạn bê vô tư, bạn giúp bà chủ bê vô tư thì không sao. Nếu bạn bê mà bạn lấy tiền bạn tiêu thì bạn cũng bị cộng nghiệp vào đó, cũng có tội, nhưng mà chắc thì nó sẽ nhẹ thôi, không sao, thôi cứ tu đi, cái quy tam bảo đệ tử Phật rồi cứ tu đi, rồi nó sẽ gì, thì nó sẽ hết thôi. Thế thì hôm nay thì buổi giảng được khép lại ở đây, thì thời gian đã hết. Phật tử nào chưa đến lượt trả lời thì đến tuần sau thì chúng ta đến hôm buổi sau thì chúng ta nghe tiếp thứ sáu. Hôm nay chúng ta xin được tạm dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật.